Dứt điểm không vào. Sang bên phía cánh trái. Đội truyền. Vâng, có vẻ như đã có góc sút là tương đối là rộng mở và khoảng cách là ổn để cho Danh Ngọc có thể đá thẳng. Và đây là Danh Ngọc dứt điểm rất mạnh vào. Vâng, trước tiên là cú đá tốt đến từ Danh Ngọc. Vâng, thứ hai là Văn Khá vừa rồi, thủ thành Văn Khá vừa rồi gần như là bị che khuất tầm nhìn. Vâng, Danh Ngọc vừa rồi đã lách quả bóng được khỏi hàng rào. Và bây giờ thì tỷ số là 1-1. Quá hay. Đường truyền tiếp tục là Danh Ngọc. Mở cánh. Được một cực kỳ là mượt mà. Đảo cánh. Volley. Vâng, Thanh Maluda luôn biết cách chọn vị trí ở trong những tình huống như vậy. Tiếp tục là cú đá thứ hai. Là cực kỳ quyết liệt. Danh Ngọc trụ vững. Đường truyền dài. Danh Ngọc để giúp cho đội bóng của mình gỡ hòa. Và đây là Danh Ngọc rất nguy hiểm. Vâng, không vào. Vâng, đây là đẳng cấp của Danh Ngọc. Vâng, chắc chắn là với những cầu thủ thuần chân trái, Danh Ngọc có mặt ở phía trên đang chờ đồng đội của mình di chuyển. Thanh Maluda. Danh Ngọc. Vâng, vẫn có một cái độ cuồn cực kỳ là kinh khủng đến từ những cú sút của tiền vệ mà số 10. Có vẻ như bóng vừa rồi đã chạm vào mặt. Đẩy chuyền của Thái. Vẫn còn. Danh Ngọc ơi, không vào. Vâng, Danh Ngọc đỡ bước một hơi lỡ ở trong nhịp đầu tiên nhưng vẫn đưa ra được cú sút ở trong nhịp cuối cùng. Nhưng đưa chuyền vào. Vâng, rất quái, xử lý quá tinh tế. Danh Ngọc vẫn là Danh Ngọc, rất khéo.